Đây là đường đi về Điện Biên. Đây là đường đi về Điện Biên. Ruộng lúa và núi đồi ở đây rất là đẹp. Anh Sơn ơi, anh cứ biết đây là Hòn Núi Đôi không? Đó, nhìn bên phía tay phải đó. Đó, Hòn Núi Đôi đó. Nhưng mà đây không phải là Hòn Núi Đôi ở tại Hà Giang đâu. Đây là Hòn Núi Đôi nó đã già rồi, ở tại Điện Biên phụ anh à, nó già rồi. Nó mới thế này thôi, chứ còn Hòn Núi Đôi ở tại tỉnh Hà Giang á, nó trẻ cho nên nó còn tròn, no tròn. Chứ còn cái Hòn Núi Đôi này thì nó rủ rong rêu rồi anh ơi. Ruộng lúa đi về Điện Biên nhìn rất là thơ mộng và đẹp. Đây là bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng Điện Biên Phủ. Cái hành trình, đây là ngày thứ hai trong cái chương trình theo bước chân của những người anh hùng đi về với mặt trận Điện Biên nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Giờ này chúng tôi đã có mặt ở khu vực ở sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phía sau lưng của chúng tôi đây. Đây là cái cụm tượng đài quân dân ta, các dân tộc trong các vùng miền trong cả nước ở phía Bắc thôi. Đây này, chúng tôi nói là ở phía Bắc thôi. Xung quanh Bác Hồ và xung quanh Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chỉ huy cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Có thể nói là đường đi vào đây thì hiện nay đang được tôn tạo rất là tốt. Nhưng mà tương đối khó khăn là bởi vì đường đang mở rộng đường đến một cái vùng dọc đường đi đây, xung quanh các bạn thấy là ngập tràn hoa ban trong đúng cái thời điểm mà chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra. Và hôm nay chúng tôi có mặt ở sở chỉ huy Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo của chúng ta chỉ huy chiến dịch. Mong các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình hành quân về miền đất lịch sử của chúng tôi sau đây các bạn nhé. Chúng tôi đã có mặt ở tại Mường Phăng, nơi tập họp để chỉ huy trước khi có trận đánh Điện Biên Phủ, và cũng là nơi tập họp dân để tuyên bố chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi đã đến khu tưởng niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông chỉ huy ở nơi đây để giải phóng Điện Biên Phủ. Khu tưởng niệm Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp thuộc sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
tại Mường Phăng. Chiến dịch xảy ra, chỉ huy chiến dịch thì đây là cái khu rừng già, tướng đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn cái khu này để xây dựng cái sở chỉ huy, để chỉ huy toàn bộ cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta biết ở đằng sau chúng ta là ngọn đồi, và sau đây chúng ta sẽ đi theo cái con đường ở trong rừng sâu, và sau ngọn đồi này có một cái đỉnh đồi rất cao. Hàng ngày thì là các cái quan sát viên của bộ đội Việt Minh là ở trên cái chòi đỉnh cao là quan sát từ đây về cánh đồng Mường Thanh, để toàn bộ hoạt động của địch ở cái cánh đồng Mường Thanh đã nằm gọn trong cái tầm quan sát của bộ đội ta. Cho nên đây có thể nói là một cái nơi mà đã góp phần làm nên cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây anh em chúng ta sẽ trực tiếp tham quan những cái nơi ở làm việc và cái sự chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch anh nhé. Vâng, và bây giờ là qua hình ảnh chúng ta sẽ tham quan trực tiếp từng điểm như vậy. Xin mời các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi nhé. Đây là trạm gác đầu tiên sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Một cái vùng đất thiêng nơi đặt cái sở chỉ huy của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn đang leo núi để lên trên đỉnh. Từ trên đỉnh ngó xuống cánh đồng Mường Phăng. Hồi xưa đại tướng Võ Nguyên Giáp đi đường này để mà tham quan cũng như chỉ huy cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đang đi bộ ở trên núi, từ trên núi nhìn xuống cánh đồng Mường Phăng. Hồi xưa mà đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên trên đây để trinh sát và chỉ huy. Đi lại đoạn đường này vừa là tham quan và cũng may mắn là vừa tập thể dục luôn. Đây là lán ngủ của điện báo viên. Và đây là lán làm việc của ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hầm tổng đài điện thoại. Nơi đây điện báo viên và ban chỉ huy phải chạy xuống dưới hầm để nghe điện thoại và báo cáo về chỉ huy ở tại Hà Nội. Đây là hầm của trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. Và như vậy là ông có hầm, ông trú ẩn nơi đây. Ông là trưởng ban thông tin. Và đây là lán ở và làm việc của trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. Chúng tôi đang có mặt ở ngay tại bia để tưởng niệm sở chỉ huy của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng đi nơi đây, đoạn đường cũng khá dài, nên một số anh chị em cũng khá mệt. Tiếp tục đi tiếp, đi dài lắm, đi nữa. Đây là cửa hầm xuyên núi và nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổng tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hầm của đại tướng Võ Nguyên Giáp và lán làm việc của ông. Tôi xin cùng với quý vị khán thính giả để đi tham quan hầm làm việc của ông xuyên trong núi.
này là xuyên trong núi hồi xưa để ông thị sát và chỉ huy. Ở đây ở trong chân núi thì cũng có một cái bàn ngủ và cái bàn làm việc luôn. Cái giường ngủ ở đây và bàn làm việc ở đây. Rồi đi tiếp xuyên chân núi mà quý vị. Có những cái đoạn để trèo lên. Đây là ở chỗ núi mà ngó xuống đồng bằng Mường Phăng. Và đây là chỗ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Chiến dịch. Ở ngoài thì có cái lán ngủ và làm việc. Đây là đường hầm xuyên núi để Đại tướng đi qua đây thị sát và chỉ huy. Đây đã ra ngoài chân núi rồi. Ở đây ông thị sát và chỉ huy. Láng ở và làm việc của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là láng của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái. Còn bên kia chân núi là láng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là nhà tác chiến nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nó là một cái láng thôi thưa quý vị. Vào trong rừng tham quan nơi xưa bộ chỉ huy của tướng Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thấy rằng các cụ hồi xưa ở trong láng, rồi ở trong hầm núi rất hy sinh, mới hiểu rằng là các cụ chiến đấu cho đất nước của chúng ta như thế nào. Thôi chúng tôi cũng xin về, đi cũng khá xa rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.